chiên đó nha. Là món cơm chiên, món này này hơi ồ. Tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vàng cây dồn vàng.
đón thầy đưa nắng đổ tiểu mưa. Chứ ngon lắm nha cả nhà, chiên cả nhà làm gì ngon lắm á. Cơm chiên bơ chín rồi nha cả nhà, chứ không phải sống đâu nha. Mình xào lại cho nó thơm thôi. Sáu trứng gà nha. Tại vì mình thích ăn trứng nhiều quá, sáu trứng. Hôm nay về quê tôi nhớ lại chuỗi ngày mặn đường, qua nhiều năm cách xa ruộng đồng. Hay quá. Hát chứ là hay sợ. Cơm mình bình miễn nha cả nhà. Đây, bao nhiêu hôm nay mình xào cho nó lên, nó tròn đấy. Ở nhà làm gì bảo đảm, ngon luôn, chất lượng. Trứng xào xong mình lấy ra. Lấy ra xong mình mới xào nhân. Lâu lâu mình ăn được cái miếng tóp mỡ này nó ngon, nó đừng có nhiều nha cả nhà, vừa thôi. Để tóp mỡ mình thắng á, thắng xong rồi mình mới bút nó ra, chứ còn cái xác không rồi không còn cái gì. Mày bà đó quên chiếc khẩu quá à, mình chiếc ra nha, hầu quét luôn à, để dành chiên cơm hay mình kho cá cũng ngon rồi, hấp dẫn. Ở nhà xào cơm cho nó tơi ra là mình mới nêm nha. Kho cá được, lấy cái này kho cá phồng lao cả nhà, ngon lắm. Phồng lao hay là cá hồi, kho tổ, lao kho tổ cũng ngon. Bỏ vừa phải tóp mỡ thôi nha, đừng bỏ nhiều quá, cũng ngon. Cái gì cũng vừa đủ độ lượng ấy, nó ngon. Cơm chiên mà mình bỏ cục bơ vô nó ngon lắm, nó thơm. Mà bơ mà loại bơ không béo á, bơ mà đúng không có béo phì á, ngon lắm. Thì đúng mình bỏ đồ ăn nhiều mà đừng bỏ nhiều bơ, mùi nó thơm vĩ đại luôn. Cái này hấp dẫn không? Ok, thành phần nè. Mình cho vào tí xíu tiêu rồi cả nhà, nếu cả nhà không còn tiêu thì đừng bỏ, mình bỏ chút nè, để nó thơm. Đơn giản. Xong, cho vào một miếng bột rau củ, bột súp thịt gà còn no nha. Khoảng chừng nửa muỗng cà phê thôi. Miền Tây là nó ngộ lắm, lúc nào cũng có xanh sắc mây đường cho. Cho xíu đường vô. Cũng có phải đường đi. Xa nước nổi đường ơi là đường. Rồi. Bỏ miếng tiêu vô là cả nhà thấy nó thơm rồi đó. Bóc cái mùi thơm rồi đó. Này xong làm chén liền mới được. Đầu tiên nó sạch. Xào xong nha cả nhà. Cái bí quyết sau cùng là nước mắm. Nước mắm đâu rồi? Để mắm là một con. Nhớ quê hương, tiếng gọi mời thơm những ngày mà tha hương. Để ước tính thôi nha cả nhà, chứ không có ấy nha. Mình
cho nó là nó sâu lên cái mình rải mình dầm là xong, là có món cơm chiên ngon chờ đợi rồi tập vào. Ok. Rồi xong. Một muỗng cà phê nước mắm. Hơn chút, hơn chút xíu. Để làm quen tay nữa nha. Cơm chiên nước mắm bơ tỏi. Vừa ăn luôn, cho miếng nữa đây. Ngon quá vậy ta, miếng nữa đây. Thử hoài muốn hết rồi. Không ngon thì cả nhà. Nóng, mình bảo mình vui, cho nhà sống cho vui nha. Món cơm chiên ngon, lẹ, ngọt. Thế được rồi. Ngon quá. Chào cả nhà nha. Ăn hồi hết luôn.